Anh có thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì xin chào các bác. Này, bên cửa hàng nhà em sẽ dựng một đôi loa full 40 JBL SX715 cho các bác tham khảo. Tiện cái đơn hàng của bác khách ở Quảng Ninh này đặt hàng nên em sẽ làm video, em lên sóng giới thiệu luôn cho các bác. Đây là một cấu hình full đơn 40 mới bên em chọn lọc ra. Như bác khách này là em tư vấn là bác ấy chọn chơi full leo bi. Với cái mẫu thùng em lên thì các bác không lạ lẫm gì nữa rồi. Đây là cái mẫu thùng rất là nổi tiếng trong cái dòng full đơn 40. Đó là cái vỏ thùng loa JBL SX715. Vỏ này bên cửa hàng nhà em thì làm toàn bộ là gỗ ván ép. Và gỗ của nó rất là cứng các bác nhé. Sơn sần chống nước rất là đẹp. Vỏ 745 thì đặc điểm của nó là có hai cái tay sách ở hai bên như thế này. Bên này nữa. Đằng sau thì sẽ có hậu loa. Đấy, quay luôn cái hậu loa đằng sau sẽ như thế này các bác nhá. Đấy. Về phần mặt trước thì ở đây là hai thanh thông hơi, bên em là thùng loa 715 thông hơi nó sẽ là hình tam giác ở hai dưới như thế này. Đấy. Rồi bây giờ đi vào giới thiệu phân tần bát chép cho các bác xem nhá. Bên trong thì toàn bộ là lót bông mút trứng. Và phân tần bên trong em sử dụng là phân tần của cái loa JBL 715 này luôn. Nó là phân tần SX715, mạch màu xanh nước biển. Mỗi khi nó có cái mạch màu xanh lá cây nữa, nó tùy từng thời điểm các bác nhé. Đấy, bản mạch này thì là chuyên dụng đánh cho full đơn 40, 4 quận đồng to vật vã luôn, 4 tụ và 1 trở. Đấy, bên trong thì toàn bộ em đã đấu dây sẵn rồi, tí nữa sẽ ráp nốt vào. Ở đây thì một cái hoàn thiện nó sẽ ra như thế này. Và thùng có đế cắm cọc loa ở phần dưới đáy. Ok chưa các bác? Về cái phần thùng bên cửa hàng nhé em. Đây, các bác để ý nhá, toàn bộ là thùng 715 nhé em, là cái ô bắt chép này, để đỡ chép này, tạo sự chắc chắn luôn, vách ngăn giữa hai khoang rõ ràng luôn. Và thùng toàn bộ bên cửa hàng em là toàn bộ là làm thùng ke góc hết, nên là tạo sự chắc chắn tuyệt đối luôn các bác nhá. Đây, thùng mình làm gỗ ván ép dày 1/8. Em bác nào mà đi xô, ưu điểm của những dòng loa full đơn 40 này em, toàn bộ bên em là làm thùng ván ép hết. Tại vì sao? Tại vì là rất thuận tiện cho những bác đi xô bê vác, nó rất là nhẹ. Thế bác nào chơi sân vườn thì cũng alo em luôn. Cái thùng này bên em thì nhận giao toàn quốc, ship bưu điện. Bác nào ở gần em có thể gửi xe. Những bác khách này ở Quảng Ninh thì em có thể em gửi xe về cho bác này. Đấy, về phần họng kèn. Họng kèn đi bên cửa hàng em là sử dụng họng kèn đại luôn. Họng kèn này cho có kích thước là 23, cao 23 và ngang 35. Và ở đây như em đã nói, lên thì toàn sử dụng leo bi, chép 750 leo bi, lắp nhôm. Đấy. Con này côn 75 các bác nhé. Và về phần củ bát ở đây thì em sử dụng củ bát chất luôn, xịn xò luôn, đó là bát 40 leo bi tứ trắng. Đấy. Và cái bản này là bản xương Martin này, xương nhôm các bác nhé. Và con bát 40 leo bi này cho ra tiếng chất âm, tiếng đi xa, hát rất là nhẹ, tiếng hay. Nhện màu vàng, côn 76 và ở dưới là màng sần các bác nhé. Và đặc biệt cái ưu điểm của cái dòng bát này là cái màu màng chuẩn của JB luôn. Đó là màng xám lông chuột, xếp ly, màng xếp ly lượn sóng, nón đen, gân vải tẩm dầu 3 gân. Riêng dòng này cam kết cho các bác lên kể cả lên array hay lên những thùng full đơn, full đôi 40 mà các bác sử dụng như thế này. Của bát này cho ra chất âm hay tuyệt đối luôn. Đấy. Thì bây giờ nhá, quay trở lại thì rõ cho em củ bát nhá. Toàn bộ là linh kiện bát chép phân tần. Bên em sử dụng là hàng của Trung Quốc loại 1 hết. Nên các bác yên tâm mà xài luôn. Giá em lên một đôi như thế này em đang bán là 9,3 triệu một đôi các bác nhá. Rồi quay trở lại em sẽ test nhạc cho các bác. Anh có thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt. Với một đôi như này, tha hồ về cho các bác chơi sự kiện.
đánh không gian rộng luôn, kết hợp với súp nữa thì hay luôn, tiếng rất là sáng. Mở cái bài nhạc này, đúng rồi này. Bát chép lên cái này. Đợi chút nhá, em phải lấy cái quảng cáo của YouTube đi. Mới sắp ăn một phát sấp đôi hay cái quảng cáo này, lấy lâu quá. Các bác quan tâm và yêu thích cái cấu hình như bác khách ở Quảng Ninh này thì alo cho em. À, em cho các bác kích thước thùng này luôn nhá. Kích thước của cái thùng 715 là cao 71 này, sâu 43 và ngang nó rơi vào 44 các bác nhá. Đến với bên em để cam kết cho các bác linh kiện bát két nó phải ngon luôn như thế này, yên tâm về mà xài luôn. Em bán hàng thì có hàng có như nào em nói như vậy, em không bao giờ em phải tâng bốc sản phẩm và test trực tiếp như này cho các bác xem. Các bác đặt hàng như nào thì khi các nhận khi các bác nhận nó phải như video em làm luôn. Rồi, quá hay. Thôi nhá, em test một đoạn nhạc ngắn thôi. Đây là cái cấu hình full neo. Ngoài ra bên em có dựng nhận giáp neo khối luôn này. Rồi là những cái cấu hình full đơn 40 JBL 715 từ thường là bên em nhận hết các bác nhé. Cần gì tư vấn, thắc mắc, các bác có thể điện trực tiếp cho em về số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Mua hàng các bác có thể kết bạn qua Zalo. Hôm nay em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.